Thưa quý vị, với điểm 10 tuyệt đối ở cả 3 môn toán, hóa, sinh, em Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, là thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đợt 2 và cũng là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong các thủ khoa của các tổ hợp xét tuyển đại học. Là học sinh lớp chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, nhưng Nguyễn Lê Vũ lại đam mê theo đuổi ngành y. Điểm tuyệt đối ở 3 môn thi của khối B là quả ngọt cho những nỗ lực của cậu học trò này trong nhiều năm qua. Vũ đã từng đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic 30 tháng 4 môn toán năm lớp 10 và năm lớp 12 đoạt giải nhất môn toán học sinh giỏi cấp thành phố. Đầu tiên khi mà em nhìn thấy kết quả, em rất là vui và phấn khích. Bởi vì em không ngờ là mình đã được điểm tối đa như vậy. Mặc dù là sau khi thi thì em rất là tự tin với cái phần làm bài của mình. Nhưng mà cái lần đợt 2 này bộ không có đăng cái đáp án của các môn trên mạng. Nên là em không có biết được là em đúng bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu. Ước mơ em là làm bác sĩ thì em đăng ký cái nguyện vọng một của mình là y Hồ Chí Minh, ngành y đa khoa. Em ước mơ là có thể trở thành bác sĩ giỏi như cậu và ông ngoại của em. Vũ chia sẻ, bí quyết học tập của em là vừa học thật chất giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài giờ học trên lớp, Vũ thường dành 4 tiếng cho việc học ở nhà. Với Vũ, gia đình là chỗ dựa vững chắc để em chú tâm học tập, khi luôn có sự đồng hành, ủng hộ của ba mẹ. Thường thì hai vợ chồng thì gần như là ủng hộ, đồng viên và cũng có theo dõi, luôn luôn đi theo dõi bên em. Nói chung là hỗ trợ hết những gì có thể. Trước đây thì định là theo mục tiêu là nghiên cứu toán, nhưng mà sau thì chạy ngang, nó theo khối B, mình cũng đồng ý. Thì theo cái sở thích của con thì nó sẽ học tốt hơn. Đặc biệt, ngoài Nguyễn Lê Vũ, năm nay lớp chuyên toán 12A2 của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn còn có một thủ khoa khối A và một thủ khoa khối A1 của Đà Nẵng. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng có 6 thủ khoa các khối thi, trong đó trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 3 thí sinh, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh 2 thí sinh và trường Trung học phổ thông Phan Thành Tài 1 thí sinh.